Vâng, xin chào toàn thể anh em thân mến trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay Kinh Ngọc Audio sẽ làm video về tất cả những loại chép đấy. Nhưng mà hôm nay video này thì mình tập trung đến hai con tường leo của mình. Hiện tại đang lắp vỏ bát giác đấy, vỏ gỗ thịt rất là đẹp. Bên trong mình hàn một đôi tụng 1.5 đấy. Tụng của Mỹ nha anh em nhá, tụng xịn luôn. Đôi này mình đang để với giá là 1.850.000. Rất đẹp và sang trọng. Thì mình làm tất video này là mình test từng đôi một để cho anh em nghe cảm thụ về những đôi chép của bên mình. Thì đầu tiên mình giới thiệu những đôi chép tầm trung đã. Những đôi tầm trung như là đôi này này, mình đang lắp đôi P8804. Đấy, mình lắp đôi P8804. Đầu đạn đấy, nhìn rất là sang trọng luôn, chất luôn, hầm hố đấy. Con này củ không mình đang để là 550.000 đấy. Còn như mình đang làm vào trong vỏ đây, bên trong mình đấu tụng xịn là 1.150.000 đấy. Con này một đôi là 1.150.000 cho anh em đấy. Như đôi này mình để với giá là 1.100.000 đấy, cực tuyệt vời luôn. Vỏ này anh em nhìn vỏ đẹp không, vân nhìn dán vân cực đẹp luôn đấy. Cũng như chất lượng này đấy, nhìn tem nhãn mác đấy. Con này là dòng đom lụa anh em nhé, dòng đom lụa, củ rời của nó là 450.000 đấy. 450.000 đấy. Củ của nó anh em có thể là lắp chân sắt phân tần đây, củ nó đây đấy. Củ này là củ S P03S đấy, lên củ tường sau tục củ tường kép. Còn củ từ của P03 thường nó sẽ bọc kín luôn đấy. Hai con nó gần như tương đương nhau. Thì tiếp theo đó là một đôi đây, đôi vỏ gỗ trụ đấy. Đôi mình để với giá cực mềm luôn, 1.000.000, đúng 1.000.000 cho anh em. Vỏ gỗ cực xịn đấy. Anh em có thể là không lắp mặt nhá, không lắp mặt con này nhìn cũng rất hầm hố. Thì mình ở đây mình không có, nhưng mà kiểu mình ví dụ nó kiểu như nhẵn như này này đấy, nó kiểu nhẵn như này này, nhờ mặt nó cực đẹp đấy. Có thể không lắp mặt thì còn một mình còn loại nữa, loại màng giấy lắp đấy. Đấy, mình có thể lắp vào vỏ tròn này, vỏ bát giác, vỏ tam giác đấy, hoặc có thể chân sắt phân tần theo yêu cầu của anh em. Đấy, mình sẽ báo giá sau con này. Thì nếu như giá bộ dàn của anh em mà thấy thiếu nhiều chép mà cảm giác kiểu nó hụt hẫng, thì anh em có thể chơi những con dòng siêu chép này. Đây mình có những con siêu chép này. Đấy, những con này là đặc biệt là dùng cho những dàn mà thiếu chép nhiều. Đấy, bổ sung thì rất là tốt. Siêu chép luôn anh em nhá. Củ nó là 1.450.000 này, con này này. Đấy, con này 1.450.000 này, củ nó này, củ không đấy. Con này là 1.350.000 này. 1.250.000 này. Đấy. Củ không nhá. Đấy. Chân sắt phân tần thì 180.000, cả chân sắt cả phân tần. Đấy, thì như ở đây mình có đôi này. Đấy. Anh em xem kỹ đôi này nhá. Để bây giờ em sẽ đấu dây vào để anh em thưởng thức nha. Anh em có thể xem ở trên dàn của em, dàn ở bên trên này. Đấy, em đang đặt hai đôi rất là đẹp. Hai đôi từ leo. Anh em để ý tiếng nhạc nhá. Đánh rất là tơi nhuyễn luôn. Tiếng nó ấm mà nó không bị chói tai. Nó có thể đánh các giải siêu cao tần. Đấy.
những con này này, những con tam giác này, những con mà em bảo là hàng thường ấy, thì đây con này thì là không đánh được các giải cao tầng, đấy chỉ đánh giải chung thôi, chép thấp thôi, không đánh được tầm cao. Đấy, cho anh em nghe thử luôn, cho anh em nghe thử con này luôn, nghe cũng rất ấm. Đấy, nghe nó cũng rất ấm. Nghe cũng ấm và tơi. Đấy. Còn đến hai con bên này của em thì nó cũng vẫn có thể là đánh được giải cao cho anh em này. Vẫn có thể đánh được giải cao cho anh em. Tiếng rất nét luôn, anh em nghe là thấy tiếng nó sáng sáng tiếng. Ở đây em còn kết hợp với dàn âm thanh của mình nữa, nếu mà anh em có thể gọi điện cho em để em tư vấn. Đấy, anh em dùng dàn như thế nào để em tư vấn cho một đôi chép hợp lý, nghe sẽ rất ok. Ngoài những dòng chép em đang bỏ đang để đây thì em còn những cái dòng như là kèn 30 này. Đây, kèn 30cm này. Có loại 45 nhưng hiện tại chưa về, mấy hôm bữa nữa là về. Kèn 30 này em đang để với giá là 550.000 một đôi. Đây là em đang làm cho một bác khách với đôi chép từ leo. Tổng của bác đấy là 1.550.000. Em làm cho bác như này. Tụ này tụ xịn luôn này. Đấy, em còn vỏ tre này nữa, vỏ này 300.000 nhưng mà hiện tại đang hết hàng, mấy bữa cũng về, đồ cực xịn luôn. Đấy thì ngoài em ngoài làm những cái loa chép, loa chung, loa bát thì em còn làm về dây, các loại dây từ dòng lót đót cao cấp. Đấy, như em đang sử dụng đây là lót đót cao cấp này. Đấy, bản dẹp này, em có những bản hai mấy triệu cũng có. Đấy, nhờ em thường em nhập hàng bãi về để cho anh em có một cái giá cực mềm, chơi nó sướng. Đấy, những cái dòng DAC, đấy, đèn tube này, đấy, của Suka Audio cũng như là của FX em đều có. Đấy, lọc nguồn, biến áp cách ly, đấy, biến áp cách ly em có rất nhiều loại. Đấy, các cái chân loa, đấy, em làm là làm toàn bộ về đồ chơi âm thanh, thế nên là anh em cứ cần cái gì, anh em cần một cái gì liên quan đến âm thanh cứ alo đến em là em sẽ tư vấn cũng như là giới thiệu đến cho anh em những món đồ chơi tốt nhất, xịn nhất, đấy, chất nhất. Thôi thì video em làm đến đây để chia sẻ với mọi người những cái đồ loa chép của em, thì anh em có thể đặt hàng hoặc là gọi điện để em tư vấn 0963411622. Đấy, hoặc có thể đến tận địa chỉ của em là ngõ 13 số 107A gạch ngang Y5, đấy, khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Đấy, để anh em mình giao lưu. Thôi em làm đến đây thôi, em xin chào toàn thể mọi người.